chào cả nhà nghe. Buổi trưa ngày hôm nay nhân viên của chị Hồng Loan đi một cái vò nước xịt nước của chú anh chị, xịt rửa nhà cho mát cả nhà. Hôm nay là trời rất là nắng của chú anh chị, hôm nay là 15 rồi cả nhà. Áo của chú anh chị thấy chưa? Xí có một cái chị khán giả biểu trên bên miền vào trong để mua mật ong ủng hộ cho bùm bùm. Thầy Xí em vào trong em mua cho chị khán giả nữa, tại vì trong là bùm bùm đang ở trong này. Mùi đó, mùi đấy bùm bùm ở trong không? Hồi nãy bà ngoại của bé Biu, bé Biu đi ra ngoài nè. Nó lờ đúng không? Đâu chú bùm bùm mới ra ngoài đó mùi. Nói chung là buổi sáng ngày hôm nay trời rất là nắng luôn cô chú anh chị. Nói chung là lốc kinh, mỗi lần lốc kinh nó ra đó cả nhà. Vào và chú tránh còn lốc kinh nó hành đó cả nhà. Thì cô chú anh chị xin video vui nhé. Cô Bến Hước cũng đi bán giấy số rồi, thì còn của mình chú hồi nãy có hai ba cô ở đến ủng hộ mua bánh ướt nè, sau đó cô ăn, sau đó nữa là tiếp tục cô vào trong để mua đồ đồ ăn vặt của chị Hồng Loan buổi trưa ngày hôm nay. Thì mỗi lần lốc kia nó ra ngoài cô chú anh chị là nó tè ở ngoài, mà lúc mình thời gian mà chú Chánh còn ở đây này đâu cô chú anh chị, chú Chánh còn ở đây này đó, bắt đầu là nó tè hơi bị nhiều. Chú Chánh Quốc Khoa còn ở đây đó, nó tè rất là nhiều. Thời gian mà chú Chánh Quốc Khoa đi thì nó không có tè ở ngoài đấy, ít khi nó ra ngoài nó tè của chú anh chị. Có 2-3 ngày nó ra ngoài một lần, còn hầu chú Chánh còn ở đây nó ngày nào một ngày nó 2-3 lần nó ra ngoài đó của chú anh chị, để nó tè ở ngoài đó. Cho nên chú Chánh rất là vui. Nhưng lúc chú Chánh ở đây này cũng rất là hài hước đó cả nhà. Đây cô bánh nước nước là dạ chú đang ngầu mà nắng này cả nhà thấy chưa không? Thôi gì vậy? Đang ngầu ở trong có góc cái trụ điện, thằng cô đi bán giấy số chưa về nha, chưa xong, chắc có lẽ là cô bán chưa xong hết, cho nên là còn có mình chú ngầu đó không ạ. Bây giờ thì cũng chưa rồi nha, bây giờ là 11 giờ rồi mà chưa thấy cô về, có lẽ là cô bán giấy số chưa hết hoặc là cô đi đầu đó phải. Rồi em thấy luôn. Hello nha. Hôm qua em cũng đi cùng anh show diễn của bầu show diễn của chị Hồng Loan đó cả nhà. 108.000 của chú anh chị Lê Văn Thịnh đó. Quận 2 của chú anh chị mình sọt vào Google là sẽ ra cái quán cà phê đó, quán cà phê mang tên là King Koi cả nhà, là mình uống ở dưới ở trên mặt nước đó cả nhà, mình ngồi bàn mặt nước đó cô chú anh chị, ra mình chiêm ngưỡng những đàn cá koi rất là hoành tráng luôn cô chú anh chị. Quán cà phê rất là nhiệt tình và đẹp luôn, là cũng của anh Quy Bồ Xô của chị Hồng Loan ha. Nghe anh nói có thông tin là qua 30 tháng 4 hoặc là 27 tháng 4 đó, qua tháng 5 là ảnh tiếp tục sẽ bốc một show ở tại đó cho chị Hồng Loan hót ở tại quán cà phê đó của chú chị. Quán cà phê đó thì nó có một cái sân khấu riêng nha cả nhà, chú anh chị cũng thấy một cái video hôm qua bọn em cũng cập nhật cho cả nhà mình xem đó, đưa lên đó nha cả nhà. Quán cà phê rộng rất là rộng luôn cô chú anh chị, nếu mà tính ra có 4 lô đất là rộng có 20 mét của chú anh chị, giờ ra khoảng tầm 50 đó. Đặc biệt nhất á, đằng phía sau á, đằng trên lầu á, là có thêm
quán cà phê ở trên là có đồ chơi em bé nha, ha, đồ chơi em bé nữa. Là ví dụ cô chú phụ huynh mà có con gia đình, nói chung là tóm lại là quán cà phê gia đình đó cả nhà, thì có con mình đánh uống cà phê, uống cà phê là sau đó mà cô chú anh chị mình lên trên lầu đó là mình uống cà phê vừa chiêm ngưỡng những cái trò chơi đồ chơi cho con mấy em nhỏ chơi ở trên lầu đó cả nhà, thì em cũng cập nhật đưa cho cả nhà mình xem, thì những có công ty nào mới thì em sẽ đưa cho cả nhà mình. Đó, tại đó là quán cà phê Queen Co, cũng có cổ phần chung của anh Bầu Xua cả nhà. Đó, thì nói chung cả nhà mình thì cũng đã biết rồi đó, thì cái poster của ở dưới Mỹ Phước Thơ, Mỹ 1234 đó là bà Hương Quyên đó, còn mà riêng lại diễn là sân khấu Mỹ Phước 2 cả nhà, cũng có poster rồi đó cô chú anh chị, cô chú anh chị mình cũng đã thấy bọn em đưa lên rồi đó cô chú anh chị. Nhiều cô chú anh chị lên đừng có nói này nói kia nghe cô chú anh chị, thì kêu là sao không có Linh Tý bích trăm, đôi khi Linh Tý bị bận Linh Tý đi không được, hoặc là trong đồng Linh Tý có trong đồng mà trong Linh Tý không có xuống với Bình Dương thì sao được cô chú anh chị. Đặc biệt là trong đồng sẽ có Linh Tý, còn ở dưới Bình Dương không có Linh Tý nghe cô chú anh chị, chứ cô chú anh chị nhiều cô comment nói vậy nói này nói kia đó cũng hay cả nhà đó. Cho nên cả nhà mình đừng có comment vào ở trong có những cái lời khó nghe và tích cực của chú anh chị, thì để phía bên kia nó công kích mình cả nhà, nó này nó kia của chú anh chị. Thì ba sư diễn ở tại Úc thì chị Loan chị cũng rất là vui là đạt nhiều của chú anh bên đó rất là yêu quý luôn, mà chị Hồng Loan mà chị Hồng Loan cũng tôi cô chú bên Úc đó tặng cũng rất nhiều quà. Rất là tuyệt vời luôn. Nói chung là chị Hồng Loan không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, dù nó này nó kia hót giả hót này hót kia, chị Loan là vẫn là ca sĩ chuyên nghiệp thôi cô chú chị. Ăn không ngồi rồi không biết chuyện hay làm đi kìa, là lẫn nhau đi kiếm chuyện thôi cô chú chị đúng không? Mình tự cái gì mà tự mình làm nên mới là điều đặc biệt nhất, là mọi người yêu quý và khán giả cũng mến mình chứ. Chứ mình đi kìa nó này ở kia bôi nhọ người khác đó. Có khi nào đời chị Loan lên Hồng Loan lên nó này nó kia không? Kia là Hồng Loan này là nó tùm lum tà la đó. Cho nên là mình nói cái gì cũng phải có cái suy nghĩ của mình đó cả nhà. Người ta không đụng đến mình cũng đừng đụng đến họ đó. Chứ mình người ta không đụng đến mình đi kiếm chuyện là cũng điều đó là nghiệp pháp luật với một cô chú anh chị. Cho nên thì em cũng nói sơ vậy thôi. Và ngày 27 tháng 4 thì bọn em sẽ xuống ở dưới đó để Tây Ninh, bọn em ghé qua đó, em đi trước một ngày đến đó em review cho cập nhật cho cả nhà mình xem. Cô chú anh chị mà thấy cái video 2 của em đưa tin thì cô chú anh chị nhớ ủng hộ cho Tiên Miền một like, một lượt đăng ký, một chia sẻ nha. Có thêm nguồn động lực Tiên Ba Miền sẽ quay đi quay đây quay đó cho cả nhà mình xem ha. Em cô chú anh chị ngày đầu tuần thì may mắn nha. Bye bye cô chú anh chị nha.